Chữ một đây không phải là số đếm, nhưng là một tướng. Và nhất tướng ở đây vẫn là vô tướng, vô tướng, không có số, lakshana vô tướng. Tất cả pháp số đều nhất tướng, hay là tất cả vạn pháp, tất cả chư pháp đều là nhất tướng. Mà nhất tướng đây chính là vẫn là vô tướng. Đề tài thứ ba tôi đề cập, tức là vô số có nghĩa là gì? Thế nào nghĩa là vô số? Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta hay gặp rất nhiều chữ vô số. Chữ vô số được dịch từ chữ Phạn, tức là Sanskrit, là Asankhya. Sankhya có nghĩa là số. A là vô. Asankhya vô số. A-S-A-M-K-H-I-A. Asankhya. Chữ vô số được dịch từ chữ Tàu, dịch ra chữ Tàu là vô số, chữ Việt Hán cũng là vô số, dịch từ chữ Phạn Sanskrit là Asankhya, mà chữ Tây Tạng dịch là Granmet. Theo A Tỳ Đàm Câu Xá, Abhi Đạt Ma Câu Xá, thì vô số, quý bác phải nhớ, chúng ta thường thường đọc kinh gặp luôn vô số, vô lượng, vô biên, bất khả thuyết vân vân, bất khả thuyết. Theo A Tỳ Đàm Câu Xá, Abhi Đạt Ma Câu Xá thì vô số, cái đơn vị gọi là vô số, Asankhya, gồm có số 1 cộng thêm 51 số 0. Số 1 cộng thêm 51 số 0. Đây có những đề tài có tính cách đặc biệt nhưng mà rất quan trọng cho chúng ta. Khi chúng ta mà quán hay thiền quán, chúng ta quán, chúng ta phải quán hết tất cả cái vô hạn đó. Thế nào là vô số? Thì chúng ta thấy chẳng hạn như trong thập nguyện vương của Phổ Hiền, 10 thập nguyện vương, để chúng ta độ, để khi chúng ta quán vô số chúng sanh, vô lượng chúng sanh, vô biên chúng sanh không có giới hạn. Thì cái thầy nguyện chúng ta cũng thế, cũng không có giới hạn, pháp giới không có giới hạn. Cái vô số là cái đơn vị thông thường nhất, thấp nhất. Mà cái vô số đó gồm có số 1, đằng sau số 1 mình thêm 51 số 0. Chúng ta thấy 3 số 0 thành 1.000, 6 số 0 thành 1 triệu, 9 số 0 thành 1 tỷ. Mà ở đây là 51 số 0 sau số 1, đó là cái ý nghĩa chữ vô số trong Phật giáo. Tức là phải mất 3 cái vô số. Mỗi vô số là gồm có số 1 thêm 51 số 0. Mà trong tất cả kinh Phật phải mất 3 cái vô số hoặc 32 cái vô số thì Bồ Tát mới thành Phật. Bữa nay các bác thọ Bồ Tát giới thì có thể thọ Bồ Tát giới từ vô số kiếp trước rồi không biết, hay là mới tân Bồ Tát mới phát tâm thọ ngay kiếp này. Nhưng mà nếu mà thọ kiếp này hay kiếp trước, tất cả Bồ Tát, dầu Bồ Tát sơ địa hay là Bồ Tát từ thất địa, địa thứ bảy, viễn hành địa cho đến pháp vân địa, địa thứ 10, để khi mà qua địa thứ 10 rồi, xong rồi mới thành Phật, thì mỗi một Bồ Tát phải trải qua 3 vô số kiếp, 3 vô số kiếp thì mới thành Phật, hoặc là 32 vô số kiếp, tùy 33, thường thường là 3 vô số kiếp, hoặc là có chỗ cho là 32 vô số kiếp. Mà mỗi một cái vô số thường gồm có số 1 cộng thêm 51 số 0 thì biết bao nhiêu. Đề tài thứ 4 tôi đề cập tiếp theo là vô số không có số nhất định. Theo giáo sư người Đức Kiệt Phan, trong quyển sách viết bằng tiếng Đức The Cosmography de Inde, xuất bản năm 1920, nói về cái vũ trụ hình của Ấn Độ, vũ trụ hình đồ hình của Ấn Độ,